Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Trước khi đến với những nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các thông tin chính ngay sau đây. 60.000 người dân Tứ Xuyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Trung Quốc, đập Tam Hiệp gánh lưu lượng lũ lớn nhất từ đầu năm. Sông Trường Giang đón lũ mới, đập Tam Hiệp không thể gánh hết lũ lụt, Trung Quốc thử cách mới. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn ở Trung Quốc đã ảnh hưởng tới hơn 60.000 người dân ở tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam của nước này. Theo báo China Daily thông tin giới chức thông tin hôm Chủ nhật, mưa lớn trút xuống lưu vực phía Tây Tứ Xuyên và phần phía đông của khu vực cao nguyên ở phía Tây Tứ Xuyên trong 2 ngày qua. Mưa liên tục đã khiến 31 con sông trên địa bàn tỉnh vượt mức báo động, đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi và các cơ sở hạ tầng khác ở nhiều vùng của tỉnh Tứ Xuyên bị thiệt hại ở nhiều cấp độ khác nhau, trong đó có ở thủ phủ thành đô của tỉnh và các thành phố Đức Dương và Miền Dương. Những trận mưa như chút nước khiến khoảng 60.000 người dân ở Tứ Xuyên phải sơ tán. Theo Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ hạn hán của Tứ Xuyên, tới ngày Chủ nhật chưa có ghi nhận thiệt hại về người. Tại đây, cơ quan khí tượng tỉnh Tứ Xuyên đã phát cảnh báo mưa lũ màu vàng từ 16 giờ ngày thứ Bảy. Trước khi ứng phó khẩn để kiểm soát lũ lụt cấp 3 được phát ra, Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ, với cấp 1 là cấp quan trọng nhất. Trước đó hôm thứ Bảy, Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc gia hạn cảnh báo màu vàng với mưa lũ ở một số tỉnh và khu vực cho tới tối Chủ nhật. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, tới tối ngày Chủ nhật, những trận mưa lớn sẽ ảnh hưởng tới nhiều vùng ở Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc, Liêu Ninh, Vân Nam, Quảng Tây và lưu vực Tứ Xuyên. Theo dự báo thời tiết, một số khu vực có khả năng có lượng mưa trên 70mm mỗi giờ, kèm theo dông lốc và gió rất mạnh. Bộ Thủy lợi và Cơ quan Khí tượng Trung Quốc đã phát cảnh báo lũ lụt màu cam hôm thứ Bảy cho các vùng thuộc Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Cam Túc trong vòng 24 giờ. Giới chức các địa phương được khuyến cáo đề cao cảnh giác cho có nguy cơ lũ lụt, sạt lở bùn đất, đồng thời tạm dừng các hoạt động ngoài trời các khu vực dễ bị thiên tai. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp được mã hóa theo màu sắc, với màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Sau trận lũ số 4 hình thành trên sông Trường Giang, hay còn gọi là sông Dương Tử của Trung Quốc, đập chứa nước Tam Hiệp đã phải gánh chịu lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất kể từ đầu năm cho đến nay. Cụ thể, lưu lượng đổ nước vào đập chứa nước Tam Hiệp trên dòng chính ở thượng lưu sông Trường Giang lên tới 62.000 mét khối trên một giây. Theo thông tin từ Cục họp về tình hình mưa lũ hiện nay ở Trung Quốc của Bộ Thủy lợi, nước này tổ chức vào ngày thứ Bảy tuần qua vào lúc 8 giờ cùng ngày giờ địa phương, lưu lượng đỉnh lũ đổ vào đập chứa nước Tam Hiệp trên dòng chính ở thượng lưu sông Trường Giang lên tới 62.000 mét khối trên giây. Đây là lượng nước lũ đổ về đập này lớn nhất kể từ đầu năm đến nay. Mức đỉnh trước đó được thiết lập trong trận lũ số 2 với lưu lượng đạt 61.000 mét khối trên dây. Mực nước của nhiều sông hồ thượng và trung lưu sông Trường Giang cũng như lưu vực sông Hải đã vượt mức báo động. Trong đó đáng chú ý, sông Nghi, Nghi Hà trên lưu vực sông Hoài đã xảy ra trận lũ lớn nhất kể từ năm 1960 đến nay. Lưu lượng đỉnh lũ đổ vào trạm thủy văn trên sông này có thời điểm vượt mức báo động và đứng thứ 3 trong lịch sử tính từ thời điểm có các số liệu ghi chép về lũ năm 1950. Cũng trong ngày thứ Bảy, khu vực bồn địa Tứ Xuyên và các tỉnh Cam Túc, Thiểm Tây, Sơn Đông, Sơn Tây, Liêu Ninh của Trung Quốc đã xảy ra mưa to đến rất to, trong đó riêng tỉnh Tứ Xuyên có nơi lượng mưa lên đến 550-634mm. Dự báo từ nay đến cuối tuần, nhiều khu vực ở bồn địa Tứ Xuyên, khu vực phía Bắc và Đông Bắc nước này vẫn sẽ tiếp tục có mưa, có nơi mưa rất to. Theo tập thực báo, một trận lũ mới xảy ra ở vùng thượng lưu của sông Trường Giang trong vài ngày sắp tới. Và trước diễn biến này, thì Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kêu gọi nỗ lực lớn hơn trong việc kiểm soát lũ lụt và hồ chứa Tam Hiệp và thượng nguồn con sông này. Hôm Chủ nhật, Tân Hoa Xã cho hay, trong 3 ngày tới, dự báo sẽ có mưa lớn ở các khu vực Tây Nam Trung Quốc, Tây Bắc Trung Quốc, miền Bắc Trung Quốc và Đông Bắc Trung Quốc cùng các khu vực khác. Bộ trưởng Thủy lợi Y Jinping yêu cầu cần phải có những nỗ lực hơn nữa trong việc phòng chống lũ lụt cho đồng hồ chứa đập Tam Hiệp và các hồ chứa ở thượng nguồn sông Trường Giang. Cùng với đó, các biện pháp đối phó với lượng mưa ở Đông Bắc Trung Quốc và các lũ lụt ở lưu vực sông Hoàng Hà và sông Vị Hà cần được thực hiện. Trung Quốc đang tiến hành thử tiếp cận một cách chống lũ mới khi đập Tam Hiệp không thể gánh hết lũ sông Trường Giang. Trong nhiều thế kỷ, phương pháp Trung Quốc dùng để chế ngự những con sông chỗ ngược là cố gắng kiềm chế chúng bằng đê đập và kêu rạch để khiến núi cao phải cúi đầu sông, biển phải nhường đường, như lời Chủ tịch Mao Trạch Đông đã nói. Theo Bloomberg, Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc có hồ sơ về các thảm họa thiên nhiên cách đây 500 năm và hầu hết trong số đó đều có một trận lụt lớn. Tuy nhiên, các dòng sông tiếp tục bị ngập lụt và quá trình đô thị hóa nhanh chóng của Trung Quốc đang khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Vùng đồng bằng ngập lụt nước trước đây đã trở thành nhà ở và nhà máy, được bảo vệ bởi những bờ đê bao ngày càng cao.
Vì vậy, chính phủ Trung Quốc đang thử một cách tiếp cận mới ở rìa đông bắc của Trùng Khánh, xung quanh trung tâm triển lãm quốc tế mới khổng lồ quận Yuliai, được thiết kế như một thành phố bọt biển. Các thành phố của Trung Quốc ngập lụt một phần do phần lớn diện tích đất giữ nước từng hấp thụ lượng mưa, đồng cỏ, rừng cây và hồ đã bị lát đá, buộc nước mưa chảy thẳng vào hệ thống thoát nước. Trong khi hệ thống thoát nước lỗi thời hoặc được xây dựng kém chất lượng, đã không còn khả năng ứng phó, sáng kiến thành phố bọt biển được đưa ra vào năm 2015 là một nỗ lực để đảo ngược điều đó, hấp thụ lượng mưa lớn và thải ra từ từ xuống sông và các hồ chứa, sử dụng các cấu trúc đặc trưng như vườn cây trên mái nhà, công viên đất ngập nước tuyệt đẹp, vỉa hè thấm nước và bể chứa ngầm. Quy hoạch cuối cùng là hấp thụ được tái tạo sử dụng 70% lượng nước mưa rơi xuống 4/5 diện tích đất đô thị của Trung Quốc. Yu Kongjian, giáo sư kiến trúc cảnh quan tại Đại học Bắc Kinh cho biết, chúng ta cần trả lại không gian cho nước. Chúng ta nên coi nước như một nguồn tài nguyên quý giá, không phải là kẻ thù của chúng ta. Yuliai là một trong những địa điểm thí điểm được chính phủ trung ương phê duyệt. Công viên trung tâm triển lãm được đặt thấp hơn mặt đất xung quanh để thu nước mưa, được lập bởi các lớp thực vật thủy sinh. Mưa rơi xuống, các mái nhà được chuyển hướng sang các công viên gần đó. Vỉa hè được làm bằng vật liệu thấm nước. Đây có vẻ là một dấu hiệu tích cực cho Trùng Khánh. Thành phố được xây dựng giữa những ngọn núi nơi hai con sông lớn Gia Lăng và sông Trường Giang gặp nhau, vốn đã chi nhiều tiền nhất cho việc ngăn chặn lũ lụt. Các chiến lược kinh tế và môi trường lớn do chính phủ trung ương Trung Quốc chỉ đạo có xu hướng bị lợi dụng để tham nhũng khi chúng xuống đến cấp chính quyền địa phương. Theo Bloomberg, quan chức cấp tỉnh và các công ty sử dụng sự chứng thực chính trị và tiền của chính phủ để theo đuổi các chương trình nghị sự của riêng họ. Gần khách sạn 5 sao Wyndham ở Yuliai, máy ủi và cần cầu san phẳng vùng đất nước trước đây là những ngọn đồi phủ cây cây cối. Một trong những hàng chục dự án phát triển mới các thị trấn mới đã mọc lên ở các vùng ven Trùng Khánh. Chu, một tài xế taxi ở Trùng Khánh cho biết, các nhà đầu tư đã chặt rừng và phá cỏ, xây nhà và sau đó trồng cây trang trí để trở thành một thành phố bọt biển và họ kiếm được rất nhiều tiền. Và sau khi đã tiêu hết tiền và xây dựng được những công trình mới, thường sẽ có rất nhiều động lực để duy trì chương trình ban đầu. Trong một trong những dự án bọt biển đầu tiên của Yuliai, một khu vườn thu gom nước mưa đang ngập rác và cỏ hoang đã mọc tùm nhanh hơn cả những loại cây được thiết kế để lọc nước mưa. Tuy nhiên, thành phố bọt biển sáng kiến chống lũ mới của Trung Quốc là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang thay đổi và người dân ngày càng ít chấp nhận sự phát triển bằng mọi giá. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Mưa bão kinh khủng nhấn chìm toàn bộ Trung Quốc. Lũ lụt đập Tam Hiệp có ảnh hưởng tới Việt Nam hay không? Đó là câu hỏi của rất nhiều bạn đọc và quý khán giả trong những ngày vừa qua. Hỏi chúng tôi như vậy thì trong bản tin ngày hôm nay các bạn sẽ được biết câu trả lời. Thưa quý vị, thông tin về lũ lụt sông Sư Tử Trung Quốc trở nên nhạy cảm vì chính quyền của ông Tập Cận Bình kiểm soát rất nghiêm ngặt. Truyền thông của Trung Quốc không được đưa tin ra ngoài bất kỳ một thông tin nào liên quan tới những trận động đất, sóng thần, mưa lũ và tình hình còn đập Tam Hiệp, nhất là trong bối cảnh mà 31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc bị chìm trong mực nước 4m, có nơi lên tới 10m vì lũ quét và sạt lở. Hiện chỉ có những trang vệ tinh quốc tế và một số tờ báo lớn của thế giới mới đưa tin về những gì mà thiên tai đang đổ lên Trung Quốc. Trong gần một tháng trở lại đây, rất nhiều nơi của Trung Quốc, trong đó có Trùng Khánh, Vũ Hán, Hồ Bắc, xảy ra ngập lụt hết sức nghiêm trọng. Nhưng các kênh truyền thông và đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, CCTV, lại không hề đề cập tới những trận mưa lũ kéo dài trong những ngày vừa qua. Họ chỉ đưa một số bản tin rất ngắn và rất kín đáo. Và để kiểm soát thông tin trên, cảnh sát của thành phố Vũ Hán cũng như là Trùng Khánh của Trung Quốc đã đưa ra thông báo khẩn cấp, đe dọa bất kỳ ai tiết lộ những thông tin vô trách nhiệm về lũ lụt, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở thì đều bị điều tra và bị bắt ngay lập tức. Một số học giả có kiến thức pháp lý chỉ trích rằng chính phủ của Trung Quốc luôn dùng thủ đoạn phong tỏa thông tin để che đậy những âm mưu, thủ đoạn và tội lỗi của mình. Thưa quý vị, những ngày gần đây, mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực phía Nam của Trung Quốc, bao gồm các tỉnh như Quý Châu, Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Trung Khánh và nặng nề nhất là ở thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc. Nơi này trải qua đại dịch Covid-19 thì nay lại hứng chịu những trận đòn của mẹ thiên nhiên đổ xuống, làm cho nơi này sập đến thậm tệ. Những đợt mưa lũ sóng thần đe dọa trực tiếp tới con đập Tam Hiệp chắn ngang con sông Dương Tử nằm ở thành phố Vũ Hán, làm cho toàn bộ người dân ở thành phố này phải bỏ cửa, bỏ nhà đi về những miền quê khác để sinh sống, cũng như là lánh nạn. Một số gia đình có điều kiện kinh tế khá giả thì bỏ chạy sang nước ngoài. Họ định chạy sang cả Việt Nam để lánh nạn, nhưng Việt Nam đang đóng cửa biên giới bởi vì dịch bệnh COVID-19 vẫn đang bùng phát rất mạnh ở nhiều nơi.
Nếu bây giờ cho người Trung Quốc tràn sang Việt Nam thì nguy cơ lây nhiễm là rất cao. Chính vì vậy, một số người dân của Trung Quốc phải chạy sang Campuchia và sang cả Úc. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc không được đưa tin về những tình hình và sư phụ kể trên vì bị cấm đoán và bưng bít. Nhưng một số trang tin chuyên theo dõi về tình hình thiên tai, lũ lụt, hạn hán mang tên ABC của Mỹ và Nhật Bản đều cho biết có hơn 148 con sông lớn bé của Trung Quốc đang có mức độ cảnh báo đỏ. Nguy hiểm nhất là con sông Dương Tử lớn nhất của Trung Quốc và là con sông lớn thứ ba trên thế giới đang bị lũ quét, sạt lở cực kỳ nghiêm trọng. Đáng chú ý hơn là con sông này đang phải gánh con đập Tam Hiệp, một trong những con đập lớn nhất trên thế giới, nhưng lại là tử huyệt chết người của chính quyền của ông Tập Cận Bình. Hiện những nơi như thượng nguồn của con đập Tam Hiệp này, nước đang chảy về rất nhiều, lên tới 50 tỷ mét khối nước. Và nếu như mực nước này phá vỡ con đập thì toàn bộ Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm. Nhiều thành phố, xí nghiệp, cơ quan, ban ngành của chính phủ Trung Quốc sẽ bị vùi dập và bị cuốn hết ra ngoài Biển Đông. Điều này đang khiến cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc đang bị mẹ thiên nhiên ra tay trừng trị, bởi trong thời gian dài vừa qua, chính phủ của Trung Quốc đã gây ra rất nhiều đau thương cho toàn thế giới. Theo trang tin ABC của Mỹ, thông báo qua kênh vệ tinh cho biết, nhiều ngôi làng, trong đó có hàng trăm năm tuổi của Trung Quốc đã bị nhấn chìm. Làng mạc bị lũ quét và hơn 800 triệu người dân của Trung Quốc phải sơ tán. Đường xá, cầu cống bị hư hỏng nặng, ô tô, xe máy, máy bay đều bị nổi lềnh đềnh. Hàng ngàn khu tự trị nổi tiếng của Trung Quốc bị chìm trong nước lũ lụt, thiệt hại không thể đong đếm được ra tiền. Người ta cho rằng năm nay là một năm đại hạn lớn của Trung Quốc. Nếu quý vị theo dõi tình hình của Trung Quốc từ đầu năm tới nay thì đó quả là một điều không sai. Khi dịch bệnh và mưa lũ liên tục đổ lên đầu chính quyền của ông Tập, có những nơi ngập tới tầng 2, tầng 3. Nước lũ liên tục đổ từ trên cao xuống thấp, làm cho 31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc ở khu vực phía Nam bị tê liệt trong những ngày vừa qua. Tất cả đều bị phong tỏa. Theo thông tin của Mỹ cho biết, hôm qua Trung Quốc còn bị dính thêm một trận mưa đá khổng lồ. Những tảng đá to với kích cỡ bằng những quả bóng liên tục từ trên trời rơi xuống, làm cho con đập Tam Hiệp của Trung Quốc bị lõm và bị cong vênh. Hiện toàn bộ những nơi lân cận của khu vực còn đập với bán kính 100 km đều phải sơ tán khẩn cấp trong lúc dịch bệnh của Trung Quốc đang bùng phát mạnh ở giai đoạn 2 này. Như vậy có thể nói rằng Trung Quốc đang gặp những đại họa mà mẹ thiên nhiên cũng như là dịch bệnh đang đổ xuống chính quyền ông Tập. Điều này đã làm cho chính quyền của ông ta phải suy nghĩ kỹ lại khi mà đi giao thiệp với các nước trong khu vực. Nguy cơ vỡ đập của Trung Quốc là khá cao, tuy nhiên chính phủ của Trung Quốc hầu như không quan tâm. Các quan chức trong chính quyền của ông Tập không cho truyền thông của nước này đưa tin ra bên ngoài. Thế giới cũng chẳng hiểu vì sao họ lại muốn bưng bít thông tin đến như vậy. Và họ cho rằng nếu chính quyền của Trung Quốc công khai thông tin trên ra bên ngoài thì biết đâu thế giới lại ra tay giúp đỡ Trung Quốc thì sao? Như vậy có phải là Trung Quốc đang bị chịu thiệt thòi hay không? Còn nhớ được dịch Covid-19 hay còn gọi là con virus Corona xảy ra ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc vào trung tuần tháng 12 năm 2019. Phía Trung Quốc cũng đã bưng bít thông tin không cho tiết lộ ra bên ngoài để bây giờ hậu quả là quá khôn lường. Bài học này là một trong những bài học sâu sắc khi mà chính phủ Trung Quốc liên tục đưa tin ra những thông tin cấm đoán, bưng bít những thông tin không cho tiết lộ ra ngoài thế giới biết. Mỹ kịch liệt lên án phía chính phủ của Trung Quốc khi bưng bít con virus Vũ Hán để bây giờ nó lây lan ra toàn bộ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, làm cho chuỗi cung ứng sản phẩm của toàn thế giới bị tê liệt, nhiều ngành nghề nghiệp bị phá sản và nhiều nước bị lao đao. Trung Quốc sẽ phải bị trả giá cho những việc làm sai trái của mình và nếu như thế giới không ra tay, Mỹ không ra tay, Nga không ra tay và nhiều nước trên thế giới không ra tay trừng trị Trung Quốc thì đã có mẹ thiên nhiên. Đặc biệt là trong 3 tuần vừa qua, mưa lũ ở Trung Quốc gây ra thiệt hại hàng tỷ đô cho phía chính quyền ông Tập, theo một tờ báo của Lào biết. Theo một tờ báo của Lào cho biết, hiện nước Lào cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ từ phía Trung Quốc tràn sang đợt mưa lũ đầu mùa năm nay. Trong vòng 20 ngày đầu của tháng 6 ở các tỉnh phía Nam của Trung Quốc đã cướp đi nhiều sinh mạng lên tới 36 người. Và hôm qua, theo thống kê mới nhất của một trang tin cho biết, đã có 63 người thiệt mạng do mưa lũ và động đất, thiệt hại kinh tế lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Theo một báo cáo rất là ngắn gọn cũng như là bí hiểm của Bộ Quản lý và Tình huống Khẩn cấp Trung Quốc cung cấp, các trận mưa lớn và kéo dài từ đầu tháng 6 tới nay ở vùng Đông Nam của nước này đã gây ra lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng. Hàng ngàn các con đường và con sông bị ngập lụt, hàng ngàn những ngôi nhà bị nhấn chìm đến tầng 2 và tầng 3. Một lượng nước khổng lồ đã gây ra lũ quét, sạt lở, hủy hoại nhiều làng mạc, cuốn trôi nhiều nhà cửa, đường xá linh láng.
và đã có ít nhất 63 người thiệt mạng và mất tích. Tổng cộng đã có hơn 8,5 triệu người dân của Trung Quốc ở 13 tỉnh thành phố lưu vực con sông Dương Tử bị ảnh hưởng trong cuộc sống và đã gần 1 tỷ người dân của Trung Quốc bị cô lập. Dự báo trong những ngày tiếp theo, Trung Quốc còn hứng chịu nhiều đợt mưa lũ cũng như là mưa đá xảy ra. Dự báo ngắn gọn của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc cho biết, mưa lớn kèm theo sấm chớp, sấm sét, lũ quét, sạt lở và mưa đá sẽ tiếp tục xảy ra trong vài ngày tới. Lượng mưa đo được tại các tỉnh như Hồ Nam, Phúc Khánh, Phúc Kiến từ hôm thứ Năm dao động phổ biến từ 5cm, có nơi lên tới 7cm. Nhiều hệ thống sông ngòi đang bị quá tải lên mức báo động đỏ, một số khách sạn, nhà hàng ven sông ở thành phố Trùng Khánh bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Thống kê chưa đầy đủ nhưng trang tin địa phương cho biết đã ảnh hưởng tới hàng triệu người của Trung Hoa đại lục. Trong khi đó, kết quả thống kê của một nhà môi giới bảo hiểm quốc tế mang tên AIA, thiệt hại lũ lụt gây ra ở Trung Quốc trong những ngày vừa qua có thể lên tới 1.000 tỷ đô la Mỹ. Và đây chính là thiệt hại nặng nề nhất mà chính phủ của Trung Quốc phải gánh chịu. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, đợt mưa lũ đầu năm 2021 tại Trung Quốc dự báo là sẽ còn tiếp tục và nghiêm trọng trong những ngày tới và rất có thể sẽ đi vào kỷ lục top 1 trận mưa lũ gây ra thiệt hại lớn nhất trong lịch sử của thế giới. Theo kết quả nghiên cứu của Tổ chức Dữ liệu Thảm họa Quốc tế, gọi tắt là AMIM, Trung Quốc đã có 10 năm đối mặt với thiên tai và lũ lụt gây thiệt hại vượt quá 1.000 tỷ đô la Mỹ, trong đó đắt đỏ nhất là trận lũ lụt hồi năm 1998 gây ra thiệt hại 100 tỷ đô la Mỹ và đến nay vẫn giữ ngôi vị trí số 1 trong lịch sử về thiệt hại thiên tai. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng các đợt mưa lũ kéo dài ngay từ đầu mùa mưa của Trung Quốc hiện nay thường có xu hướng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và nặng nề. Sau các đợt mưa như El Nino vào mùa đông và tiền lệ xảy ra vào năm 98 và 2016, hai nhà nghiên cứu của Nhật Bản mang tên là Hirokoku và Antitoto thậm chí đã đưa ra một số kết luận nghiệt ngã như sau. Kiểu mô hình khí hậu hiện đại xét về cả liều lượng và cường độ của các trận mưa ở khu vực châu Á, nhất là với cả Trung Quốc trong mùa hè này, có thể tăng lên khi trái đất nóng lên so với các châu lục khác. Thưa quý vị, trước những tình hình và diễn biến phức tạp, mưa lũ sóng thần, động đất, núi lửa và sạt lở ở phía Trung Quốc, Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Hoa Kỳ và của Nga, một trong những trung tâm lớn nhất và hiện đại bậc nhất trên thế giới, tiên đoán rằng Trung Quốc còn gặp những trận mưa lũ cực kỳ khủng khiếp trong tháng 7 và tháng 8. Hiện tại, hai trung tâm khí tượng thủy văn của Mỹ và Nga cho biết, độ phân giải cả lượng mưa trung bình và cực đoan ở mùa hè năm nay sẽ tiếp tục tăng và tiếp tục tăng trong những năm tới. Vì thế, các nước phải hết sức cảnh giác. Hiện chỉ có Trung Quốc đang bị gánh chịu thảm họa một cách nặng nề nhất trên thế giới và nhiều người cho rằng chính Trung Quốc đã gây ra những đường lối sai trái, những chỉ đạo sai lầm đã gây ra rất nhiều hậu quả khôn lường cho thế giới, nên bây giờ mẹ thiên nhiên với giáng đòn cho Trung Quốc. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình rất lo lắng bởi vì Trung Quốc vừa trải qua đại dịch Covid-19 tàn phá một cách khốc liệt nhất, thì bây giờ lại đến thiên tai lũ lụt, lũ quét ập lên đầu chính quyền của ông ta, làm cho Bắc Kinh không kịp trở tay. Các nước trên thế giới thì đang bận rộn cho công việc chống lại căn bệnh dịch Covid-19 Vũ Hán gây ra, cho nên họ không thể nào giúp được Trung Quốc. Rất nhiều khả năng phía Trung Quốc sẽ bị sụp đổ trong trận mưa và lũ lụt lịch sử này, nếu như trong một vài ngày tới, thiên tai vẫn tiếp tục đổ lên phía Trung Quốc. Bão lũ ầm ầm thêm mưa đá, quần thảo Trung Quốc. Ngày tận thế đã đến đối với các con sông thượng lưu, đập Tam Hiệp, khiến cho thủ đô Bắc Kinh hoàn toàn thất thủ, làm cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ôm mặt, khóc lóc nức nở. Thưa quý vị, theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, bão lũ vẫn tiếp tục dội từ trên cao xuống các tỉnh miền Nam của Trung Quốc, khiến cho cảnh tượng nhà nhà ngập, lũ quét, đường xá, cầu cống bị hư hỏng, phá hủy. Hệ thống điện của quốc gia Trung Quốc bị đứt mạch, sân bay, nhà ga đến cảng của Trung Quốc đều chìm trong nước. Ô tô xe máy trôi lênh láng như cá bơi dưới dòng sông. Không những thế, dân Trung Quốc còn cho đăng tải những đoạn video tầm 3 đến 5 phút được ghi nhận từ điện thoại lên trên mạng YouTube và Facebook cho thấy. Không chỉ những đợt lũ quét từ thượng nguồn đổ về, Trung Quốc còn bị tàn phá bởi những trận mưa đá to bằng những quả bóng bay, khiến cho nhiều làng mạc, cây trái, hoa màu, vật nuôi bị tàn phá hết sức nặng nề. Những điều trên đã làm cho người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình vô cùng bức ruột. Tuy nhiên, ông ta không làm gì được trước những thảm họa đến từ thiên nhiên. Đúng là xây nhà 3 năm nhưng phá chỉ có 1 giờ. Chính quyền của ông Tập Cận giờ chỉ còn biết hối hận và sám hối, ngồi cầu nguyện cho mẹ thiên nhiên ngừng ra tay trừng trị Trung Quốc. Nhưng điều này quả thật là khá khó khăn, bởi vì tội ác của Trung Quốc gây ra thật không hề nhỏ,
nên bây giờ người làm thì trời phạt mà thôi. Nhưng điều đáng nói ở đây là ông trời đã quá nặng tay khi trừng trị Trung Quốc, bởi nếu chỉ ra tay với các quan chức trong hệ thống chính quyền ông Tập Cận Bình thì rất là tuyệt vời, nhưng ở đây lại làm cho những người dân vô tội của Trung Quốc sống trong cảnh màn trời chiếu đất, lũ lụt, lũ quét, động đất sóng thần, núi lửa tiếp diễn ra trong những ngày vừa qua, khiến cho gần 1 tỷ người dân của Trung Quốc phải sơ tán lánh nạn. Thưa quý vị, mẹ thiên nhiên đã nổi giận, đó hoàn toàn là một sự thật. Đại họa đang đổ lên đầu chính quyền của ông Tập, khiến cho gần 1 tỷ người dân vô tội gánh chịu thầy chính quyền của ông ta. Điều này thật quá đáng thương. Nhiều ý kiến cho rằng do sống tiểu nhân, ích kỷ, hẹp hòi, nham hiểm, chuyên đi xâm lược, cướp bóc, giết hại dân chúng các nước, trời không dung, đất không tha, cho nên ông trời thường rất công minh và công bằng. Ông trời đã nhìn thấu những kẻ phát xít, truyền kiếp gian ác với cả chính nhân dân của mình, cho nên bây giờ bị đại họa ập đến, quả là không ngoa một chút nào. Ý kiến khác cho rằng, thôi thì người tính không bằng trời tính, do vậy cứ để mọi chuyện diễn ra theo đúng quy luật tự nhiên và quy luật sinh tồn. Bây giờ thiệt hại đau khổ chỉ là những người dân vô tội của Trung Quốc mà thôi. Người có tiền, có điều kiện thì sơ tán, nhìn sang nước ngoài để trú bão, tránh động đất, sóng thần. Người không có điều kiện của con nhỏ, có người già thì đành phải trèo lên những ngọn núi cao hoặc trở về những miền quê xa tít tắp để lánh nạn. Quả thật, chứng kiến những video đăng tải trên mạng trong mấy ngày vừa qua mới thấy được nhân quả báo ứng đang đổ lên chính quyền của ông Tập Cận Bình là khủng khiếp. Vậy câu hỏi đặt ra là sau đợt thảm họa này, chính quyền của ông ta có thay tính đổi nét hay không? Nghĩa là có sống tốt và đối xử tốt với các nước láng giềng hay các nước trên thế giới nữa khác hay không? Thì xin thưa với quý vị rằng chắc chắn là không rồi. Bởi vì lịch sử Trung Quốc cho rằng thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân hay ông Hồ Cẩm Đào và bây giờ là thời ông Tập Cận Bình, Trung Quốc vẫn liên tục đi xâm chiếm các lãnh thổ, lãnh hải của các nước, đặc biệt là muốn thôn tính Biển Đông thành ao nhà cho Bắc Kinh. Điều này đã bị hầu như các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như cộng đồng trên toàn thế giới lên án, phản đối kịch liệt. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn xua tan đi tất cả, vẫn bất chấp tất cả, bất chấp cả luật pháp quốc tế để hòng thực hiện được những cái âm mưu thâm độc của mình. Trung Quốc đang bị thiên tai dịch bệnh hoành hành, tuy nhiên chính quyền của ông Tập vẫn điều binh lính, xe bọc thép, tên lửa lên vùng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ để đi xâm chiếm dãy núi Himalaya của New Delhi. Điều này đã cho thấy rằng tham vọng của Trung Quốc là vô cùng dã man, cho nên bây giờ trời và đất đã nổi dậy thay cho thế giới trừng trị Trung Quốc quả là không hề sai. Thưa quý vị, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc và các tờ báo lớn của nước này không đăng tải nhiều về những trận mưa to gió lớn, những trận động đất sóng thần, những trận mưa đá trong những ngày vừa qua hay không đưa ra một số thông tin nào liên quan tới con đập Tam Hiệp của nước này khi nó đang đứng trước nguy cơ bị vỡ. Nhưng thế giới lại biết rất rõ một điều rằng Trung Quốc đang bị trời và đang bị đất ra tay trừng phạt vì những tội lỗi của chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc chỉ đưa một số bản tin ngắn gọn nói rằng vụ mưa lũ sạt lở và sóng thần vừa rồi chỉ làm cho 2 người thiệt mạng. Nhưng trên thực tế, số người thiệt mạng của Trung Quốc lên tới hàng trăm người, còn thiệt hại về kinh tế thì không thể đong đếm bằng tiền được, cũng như dịch bệnh COVID-19 năm 2019 ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Phía chính quyền của Trung Quốc cũng đã bưng bít thông tin, không loan ra cho thế giới biết, để bây giờ Trung Quốc thật hối hận khi dịch bệnh đã lây lan ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, làm cho đau thương cho toàn bộ thế giới này. Điều này cho thấy rằng việc bưng bít thông tin là quá nghiêm trọng. Thưa quý vị, theo các cơ quan theo dõi, thiên tai lũ lụt, hạn hán sóng thần, động đất, núi lửa của Mỹ, Nga và Nhật trong những ngày vừa qua, ngày nào cũng đưa ra bản tin nói rằng thiên tai liên tục xảy ra đối với Trung Quốc. Chính quyền của Bắc Kinh đang kêu gọi hơn 31 tỉnh, thành phố phía Nam và phía Đông của Trung Quốc đề phòng cảnh giác cao độ vì những trận mưa lớn kéo dài vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Mực nước ở hầu hết các con sông lớn bé của Bắc Kinh đều vượt ngưỡng báo động đỏ. Khả năng xảy ra vỡ đê, ngập lụt toàn bộ những tỉnh hạ lưu sông Dương Tử là gần như 100%. Bởi vì từ đầu tháng 6 tới bây giờ, nghĩa là trải qua 30 mấy ngày đêm vừa qua, thời tiết xấu liên tục hoành hành ở nhiều vùng miền rộng lớn của Trung Quốc. Đại lục đất nước đang có gần 1,5 tỷ số dân đang phải gánh chịu những trận đòn thấu xương đến từ mẹ thiên nhiên. Theo một số thống kê mới nhất, thiệt hại vẫn chưa thể thống kê kịp thời bởi liên tiếp trong những ngày vừa qua, hầu như các cơ quan, ban ngành của Trung Quốc đều phải đóng cửa để đi sơ tán. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số thiệt hại cao nhất trong lịch sử mà Trung Quốc đang phải hứng chịu. Thậm chí là thiên tai vào năm 1945 ở 8 tỉnh của Trung Quốc, hồi đó chỉ bằng 3% thiệt hại tới thời điểm bây giờ.
Điều đó cho thấy rằng Trung Quốc đang đối mặt với vô vàn khó khăn và thử thách. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, Trung Quốc để xảy ra tình trạng trên, tất cả đều do người đứng đầu chính phủ của Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình gây ra. Bởi chính quyền của ông ta trong thời gian dài vừa qua đã có những đường lối chỉ đạo hoàn toàn sai trái, đi ngược lại với quy luật của tự nhiên. Vậy sai trái là gì? Phía Trung Quốc liên tục đi quấy nhiễu, quấy phá, hòng xâm chiếm Biển Đông, cướp bóc lãnh thổ, lãnh hải của các nước láng giềng xung quanh mình. Ngoài ra, tội ác của Trung Quốc còn quá tài đình khi giết hại 20 binh lính của Ấn Độ, khiến cho hơn 1 tỷ người dân của New Delhi đã đồng loạt đốt cờ Trung Quốc, đốt hình nộm của ông Tập Cận Bình để trả thù. Đó chính là tội ác mà bây giờ trời và đất sẽ nổi dậy thay cho thế giới trừng trị Trung Quốc, trừ khử chính quyền của ông Tập Cận Bình để cô lập Bắc Kinh. Điều đó hoàn toàn thích đáng và nó đúng quy định của tự nhiên. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất xấu và rất buồn cho phía Trung Quốc khi hôm qua Đài khí tượng Thủy văn của Mỹ, Nga và Nhật Bản đồng loạt cho biết trong một vài ngày tới hoặc có khi hết tháng 7 này, Trung Quốc vẫn xuất hiện những trận bão lớn, mưa to gió giật, động đất sóng thần, lũ quét, sạt lở liên tục xảy ra. Và nếu điều này thành hiện thực thì không chỉ con sông Dương Tử bị đe dọa mà hơn 200 con sông lớn nhỏ của Trung Quốc đều có thể bị vỡ đê. Và không chỉ có con đập Tam Hiệp lớn nhất của Trung Quốc có nguy cơ bị xóa sổ, mà quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh cũng có nguy cơ bị vùi lấp trong nước lũ. Hiện lở đất và ngập úng đã xảy ra hầu hết ở các nơi của đại lục. Một số quan chức của Trung Quốc phải thốt lên rằng, năm nay đúng là một năm đen đủi của Trung Quốc, năm đại họa của Bắc Kinh khi mà dịch bệnh virus corona và bão gió liên tục ập vào thủ đô của Trung Quốc, làm cho đất nước hơn 1,4 triệu dân này đang phải chật vật sống qua cảnh chiếu đất màn trời. Những trận động đất, núi lửa, ngập lụt đã gây ra thiệt hại nặng nề, khiến cho Trung Quốc thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ. Đấy là Trung Quốc. Còn may khi con đập Tam Hiệp của nước này vẫn chưa bị vỡ, trong khi thiên tai, dịch bệnh thì liên tục hoành hành, và nếu như nó bị vỡ thì 2/3 của Trung Quốc sẽ bị cuốn ra ngoài Biển Đông. Khi đó Trung Quốc sẽ không còn xuất hiện trên bản đồ của thế giới nữa. Thưa quý vị, sau khi phía Trung Quốc bị ngập úng, lũ lụt, lũ quét, động đất, sóng thần, núi lửa xảy ra liên tiếp trong những ngày vừa qua, thì nhiều chuyên gia của quốc tế phân tích nói rằng chính quyền của Trung Quốc đã quá bảo thủ khi quyết định xây dựng các công trình nhưng mà lại không nghe theo các nhà khoa học, cố vấn, không nghe theo những nhà nghiên cứu chuyên môn nên tự ý quy hoạch thành phố, lấp kênh phá rừng, xẻ núi, xây đập thủy điện nên biến đổi hoàn toàn hệ sinh thái thiên nhiên ở vùng đó. Lẽ tất nhiên là bắn vào thiên nhiên một viên đạn đại bác, người trả đũa lại bằng nhiều quả bom nguyên tử. Đây chính là thảm họa mà Trung Quốc đang phải hứng chịu, cái giá của Trung Quốc phải trả trong khi rất nhiều miền trên nhiều đất nước như miền Tây của Việt Nam đang khô nước và thiếu nước ngọt thì Trung Quốc phải uống rất nhiều nước. Nông nghiệp của Việt Nam thiệt hại 1 thì lũ lụt của Trung Quốc gây ra thiệt hại 10. Đây chính là một cái thói hung tàn mà phía Trung Quốc đang phải gánh chịu. Hiện tại phía Trung Quốc đang gặp rất nhiều những tình huống éo le và gặp vận đen. Tuy nhiên trên thế giới không có một nước nào hỗ trợ Trung Quốc bởi vì họ nói rằng Trung Quốc tự gây ra họa thì tự đi mà gánh. Luật nhân quả báo ứng đối với Trung Quốc hoàn toàn là chính đáng. Thế giới này rất công bằng, luật nhân quả và thiên nhiên cũng rất công bằng. Trung Quốc gây ra thì Trung Quốc tự gánh chịu mà thôi. Cho nên chính quyền của ông Tập Cận Bình muốn Trung Quốc yên thân thì phải đối xử tốt với cả những nước láng giềng, đặc biệt là phải đối xử tốt với cả Việt Nam, không đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực, cho rút toàn bộ tàu thuyền, giàn khoan ra khỏi vùng Biển Đông và cắt đứt con đường lưỡi bò, cũng như là phá hủy 7 hòn đảo nhân tạo phi pháp đi. Nếu không, Trung Quốc sẽ còn gánh chịu nhiều hậu quả đau thương trong tương lai nữa. Tin cực nóng, cuối cùng Trung Quốc cũng chịu chờ đập Tam Hiệp xả lũ vì mưa lớn bất thường trong vòng 30 ngày vừa qua. Đây là đợt xả lũ lần đầu tiên trong lịch sử khiến một thành phố của Trung Quốc bị nhấn chìm. Hàng ngàn căn nhà bị cuốn trôi, thiệt hại do xả lũ đập Tam Hiệp là không thể đong đếm được bằng tiền. Thưa quý vị, theo tờ Nhân dân Nhật Báo vào sáng ngày hôm qua cho biết, giới chức của Trung Quốc bắt đầu cho đập Tam Hiệp mở hai cửa xả nước và đây là lần đầu tiên con đập Tam Hiệp này xả lũ trong năm 2021 nhằm ngăn chặn nguy cơ lũ lụt vì trong 30 ngày vừa qua, Trung Quốc liên tục hứng chịu một lượng mưa vô cùng lớn. Các nhà quan sát cho biết việc Trung Quốc xả lũ không liên đới gì tới Việt Nam, nghĩa là Việt Nam không bị ảnh hưởng gì từ việc đập Tam Hiệp xả lũ. Nhưng các nhà quan sát lại cho biết một chi tiết quan trọng như sau. Bầu trời đang u ám và những cơn mưa to kéo dài bắt đầu từ Trung Quốc đang tràn sang Việt Nam. Dự báo trong một tuần tới, Việt Nam liên tục ngày nào cũng có mưa to gió lớn. Mọi người đề phòng lũ quét và sạt lở, nhất là những tỉnh biên giới Tây Bắc, giáp danh với đường biên giới với cả Trung Quốc.
Thưa quý vị, cho đến bây giờ ai cũng biết Tam Hiệp là con đập lớn nhất trên thế giới. Nó được xây dựng trên con sông Dương Tử hay còn gọi là con sông Trường Giang, một trong những con sông lớn thứ ba trên thế giới và lớn nhất của Trung Quốc. Nó được xây trên đoạn sông chảy qua thị trấn Tam Đầu Bình thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền Trung của Trung Quốc. Nơi đây cũng chính là nơi mà dịch bệnh COVID-19 xuất hiện ca nhiễm bệnh đầu tiên trên thế giới. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo cho biết, việc mở hai cửa xả nhằm giảm áp lực từ mưa lớn đang đổ lên con sông Trường Giang và đảm bảo hồ chứa nước đập Tam Hiệp có đủ khả năng ngăn lũ. Trước đó, mực nước ở hồ đập Tam Hiệp lớn hơn tới 147m, cao hơn mực nước cảnh báo lũ lụt lên tới 2m, dẫn đến nhiều nguồn tin cho rằng con đập này đang biến dạng và nhiều khả năng bị vỡ và người dân nên sơ tán khẩn cấp. Tuy nhiên, theo tờ báo China Morning Post của Trung Quốc đã trích dẫn lời của một nhà nghiên cứu mang tên là Quách Tuấn thuộc Viện Nghiên cứu Địa chấn của Trung Quốc đã ra thông báo bác bỏ thông tin đồn nói và khẳng định con đập Tam Hiệp vẫn còn nguyên vẹn. Nó có thể chứa một lượng lớn hơn rất nhiều so với cả thiết kế ban đầu. Nhiều khu vực lượng nguồn sông Dương Tử đang trải qua mùa mưa lũ, lịch sử lũ quét ở thành phố Trùng Khánh, Tứ Xuyên gây thiệt hại vô cùng nặng nề. Hiện Trung Quốc không chỉ đối mặt với sạt lở ở gần con đập Tam Điệp, mà mực nước tại gần 150 con sông lớn bé khác thuộc 80 tỉnh, thành phố phía Nam của Trung Quốc cũng đang ở cấp độ báo động đỏ, khiến giới chức của Trung Quốc như ngồi trên đống lửa. Theo Bộ Quản lý và Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết, đợt mưa lũ bất thường kéo dài suốt 30 ngày vừa qua hiện vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Nó đã khiến cho ít nhất gần 100 người thiệt mạng, gần 800 triệu người dân tại Trung Quốc đại lục ở 28 tỉnh thành bị ảnh hưởng, trong đó có hàng chục triệu người phải đi sơ tán khẩn cấp. Ngoài ra, hơn 8.000 ngôi nhà bị đổ sập và 9.000 ngôi nhà khác bị thiệt hại. Ước tính thiệt hại về kinh tế là không hề nhỏ, lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Hiện giới chức của Trung Quốc nói rằng thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền. Theo hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới cho biết, các tỉnh miền Trung, miền Nam và miền Đông của Trung Quốc sẽ tiếp tục có những trận mưa lớn kéo dài trong một tuần tới. Theo hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới cho biết, các tỉnh miền Trung, miền Nam và miền Đông của Trung Quốc sẽ tiếp tục có những trận mưa lớn kéo dài trong một tuần tới, trong đó một số nơi lượng mưa từ 30-50mm trên giờ. Theo cơ quan khí tượng thủy văn của quốc tế cho biết, hiện mưa bão bên Trung Quốc nhiều khả năng sẽ lan sang Việt Nam bởi vì trên hình ảnh vệ tinh cho thấy một số tỉnh ở khu vực phía Bắc, miền núi của Việt Nam từ ngày mai sẽ xuất hiện những trận mưa to đến rất to để phòng lũ quét sạt lở. Trong khi đó, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc hôm qua lại tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn ngày 31 liên tiếp. Cảnh báo mưa lớn màu xanh tiếp tục được Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc phát đi vào 6 giờ sáng giờ địa phương. Cảnh báo này đã được phát đi liên tiếp trong những ngày vừa qua, kể từ ngày 2 tháng 6 cho đến tận hôm nay. Một động thái hiếm gặp ở Trung Quốc, điều đó cho thấy rằng mưa lớn, lũ quét, sạt lở, động đất, sóng thần đang ập đến Trung Quốc một cách hết sức tồi tệ và điều nguy hiểm hơn, đó chính là nó sẽ lây lan sang Việt Nam trong một tuần, vài ngày tới. Theo đó, từ 8 giờ sáng ngày 15 tháng 7 đến hết 8 giờ sáng ngày 16 tháng 7, giờ địa phương, hàng loạt các tỉnh thành phố phía Nam của Trung Quốc như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu, Vân Nam, Quảng Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến sẽ có mưa to đến rất to. Trong đó, các địa phương dường như Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc có nơi lượng mưa lên đến 100-150mm. Trong số các tỉnh xảy ra mưa lớn những ngày tới ở Trung Quốc, có hai tỉnh như Vân Nam và Quảng Tây tiếp tục đón những cơn mưa xối xả. Điều đáng chú ý là hai tỉnh trên giáp danh với cả Việt Nam. Vì thế mà các tỉnh phía Bắc của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng, bị những cơn mưa và bầu trời u ám của phía Trung Quốc lây sang. Dự báo từ nay đến một vài nơi, những tỉnh phía Bắc của Việt Nam sẽ đón nhận những trận cơn mưa lớn và mưa rất to. Thưa quý vị, hôm qua truyền thông của Trung Quốc chính thức lên tiếng con đập Tam Hiệp đã tiến hành đợt xả lũ đầu tiên trong năm nay. Giữa bối cảnh có nhiều lo ngại và đồn đoán rằng khả năng con đập này sẽ bị vỡ là rất cao. Con đập Tam Hiệp được biết đến là một trong những công trình lớn nhất trên thế giới. Nằm chắn ngang con sông Trường Giang của Trung Quốc đã trở thành trung tâm và sự chú ý đặc biệt của truyền thông quốc tế. Trong những ngày gần đây, khi tình hình ngập lụt được ghi nhận tại nhiều nơi nằm ở hạ nguồn con đập này, chắc hẳn quý vị đang nghe tới vấn đề con đập Tam Hiệp và tình hình lũ lụt của Trung Quốc trong những ngày vừa qua, khi mà truyền thông trên toàn thế giới đều đồng loạt đưa tin. Nhưng rất ít các bạn biết rằng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc xây dựng với mục đích gì. Thì xin thưa với quý vị rằng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc được xây dựng với ba mục đích chính là sản xuất điện, kiểm soát lũ và hỗ trợ giao thông đường thủy. Nhật báo Kinh tế của Hồng Kông đã bình luận, mưa lớn ở miền Nam không ngừng và thách thức năng lượng chống lũ của con đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử. Giới quan sát trong thời gian vừa qua đã đặt nghi vấn liệu lũ lụt trong những ngày vừa qua ở các địa phương nằm con đập Tam Hiệp có liên quan tới việc con đập này xả lũ hay không. Hãng tin Tân Hoa Xã đã đưa tin được tạm nhập tiến hành xả lũ lần đầu tiên trong năm nay.
Hãng Tân Hoa Xã cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong khu vực Trung và Thượng Lưu sông Trường Giang, trong suốt một tháng vừa qua, lượng nước đi qua hồ chứa đập Tam Hiệp không ngừng tăng. Để giải thoát một lượng nước khổng lồ gây lũ lụt cho tương lai thì con đập Tam Hiệp đã được mở cổng và xả lũ. Các nhà quan sát cho biết, trong khi tất cả các tờ báo chính thống cũng như là đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV không hề có đưa tin về lũ lụt, lũ quét ở Trung Quốc mà họ chỉ đưa tin về những trận chiến ở ngoài Biển Đông hay những xung đột, căng thẳng, bạo loạn ở Mỹ. Họ hầu như không bưng bít các thông tin về lũ lụt của Trung Quốc, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 đang lây lan mạnh ở Bắc Kinh giai đoạn 2 này. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất hay và rất nhiều người quan tâm đến con đập Tam Hiệp mà đến bây giờ quý vị đều không có một ai biết đến. Đó là ý tưởng xây dựng con đập Tam Hiệp sông Trường Giang đã có cách đây hàng trăm năm. Vào năm 1918, nhà lãnh đạo Tôn Trung Sơn đã đề nghị xây dựng con đập này. Sau đó, nhiều chuyên gia tiến hành khảo sát và lên kế hoạch xây dựng. Tuy nhiên, vì những lý do lịch sử và thiếu nguồn nhân lực, con đập vẫn chỉ là một giấc mơ xa của phía Trung Quốc đại lục. Trước khi con đập Tam Hiệp được xây dựng, người dân sống ở trong vùng Trung Lưu và Hạ Lưu sông Trường Giang đã chịu thiệt hại nghiêm trọng về cả người và cả do lũ lụt. Chỉ năm 1931, lũ lụt đã phá hủy 333.000 đất trồng trọt và cướp đi sinh mạng hơn 145.000 người. Đến năm 1953, lãnh tụ Mao Trạch Đông hồi sinh dự án và chỉ đạo nghiên cứu tính khả thi của một số đỉnh điểm đập Tam Hiệp. Dự án bắt đầu lên kế hoạch chi tiết vào năm 1955. Phe ủng hộ khẳng định đập nước sẽ giúp kiểm soát lũ dọc hai bên sông Trường Giang, thúc đẩy dùng mại nội địa và cung cấp phần lớn điện năng cho miền Trung của Trung Quốc đại lục. Ở chiều ngược lại, những người phản đối lo lắng nguy cơ vỡ đập và hậu quả khủng khiếp của nó về việc khoảng 1,9 triệu dân của Trung Quốc sống dọc hai bên sông bị mất chỗ ở. Về việc phá hủy cảnh quan tự nhiên và các khu di tích lịch sử khảo cổ học và kiến trúc học, tác động môi trường của dự án thì không thể đong đếm nổi, nhất là với quy mô đó. Giới khoa học lo việc tích tụ một lượng lớn nước khổng lồ như thế sẽ gây ra động đất và sạt lở địa hình. Những nguy cơ vốn tăng dần theo thời gian, không phải tự nhiên mà tổ chức sông ngòi của quốc tế gọi đập Tam Hiệp là hình mẫu của thảm họa, nhất là nó được gọi là tử huyệt của phía Trung Quốc. Điều đó cho thấy rằng Ngân hàng Thế giới World Bank cũng đã từ chối cung cấp tiền cho dự án với lý do quan ngại sâu sắc về tác động môi trường và nhiều yếu tố khác. Được biết, thời đó nhiều kỹ sư của Trung Quốc và nước ngoài kêu gọi chính phủ của Bắc Kinh không nên bỏ nhiều tiền ra để xây dựng con đập Tam Hiệp, bởi vì nó chính là tử huyệt của Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ của Bắc Kinh thời đó đã không nghe theo những lời khuyên, những lời chỉ dẫn của các chuyên môn khoa học mà họ vẫn tiếp tục cho xây dựng con đập Tam Hiệp, để bây giờ nguy cơ bị nhấn chìm Trung Quốc là không thể thoát khỏi. Vì có nhiều vấn đề, dự án bị trì hoãn đến gần 40 năm và đến năm 1992, Thủ tướng Lý Bằng đã thuyết phục được Quốc hội của Trung Quốc thông qua dự án. Nhưng cũng đến gần 1/3 đại biểu của Trung Quốc phản đối hoặc không thèm bỏ phiếu. Điều ít thấy trên chiến trường của Trung Quốc và trong lễ động thổ công trình năm 1994, giới quan sát lưu ý rằng Chủ tịch Giang Trạch Dân đã không xuất hiện cùng với Thủ tướng Lý Bằng, nhưng dù sao dự án vẫn được tiến hành. Dù trong suốt thời gian xây có không ít những scandal và tham nhũng, đội vốn nổ ra nhưng nó vẫn được hoàn thành. Nhiều lo ngại về con đập Tam Hiệp bắt đầu dâm gian vào mùa hè năm 2019, sau khi được ảnh vệ tinh ghi nhận thân đập có vẻ bị lõm do sức ép của nước, nhưng các nhà chức trách đã bác bỏ khẳng định đập vẫn an toàn. Đến mùa mưa năm nay, tình hình càng trở nên tồi tệ và xấu hơn. Trận lũ kỷ lục trong vòng 100 năm ở miền Nam của Trung Quốc thời gian vừa qua là thử thách lớn đầu tiên của công trình Tam Hiệp. Trong cuộc họp báo, Thủ tướng Tài nguyên nước Trung Quốc ông Giang Chun cũng thừa nhận mực nước ít nhất trên 148 con sông ở Trung Quốc đã dâng lên mức báo động đỏ, chứng tỏ khả năng kiểm soát lũ của con đập Tam Hiệp chỉ có giới hạn. Nhà khoa học Trung Quốc ông Zhen Zhong, một chuyên gia thủy văn, cảnh báo rằng con đập Tam Hiệp thật ra không ổn định như người ta đã tưởng tượng. Vâng, thưa quý vị, nghe tới đây chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi. Vậy con đập Tam Hiệp khi nào bị vỡ, khi nào bị hư hỏng và khi nào bị phá hủy? Thì xin thưa với quý vị rằng câu hỏi này vẫn chưa có lời giải đáp. Tất cả đều phụ thuộc vào mẹ thiên nhiên, mưa lũ và tình hình động đất, sóng thần ở Trung Quốc trong một vài ngày tới. Và tất cả các tin tức liên quan tới tình hình mưa lũ ở Trung Quốc. Tin nguồn: khu du lịch Phượng Hoàng cổ trấn của Trung Quốc có tuổi đời 2.000 năm, cực kỳ nổi tiếng, đã bị chìm trong biển lũ, khiến chính quyền ông Tập Cận Bình vô cùng uất ruột, nhưng không thể làm gì được trước sự trừng phạt của đất và của trời. Nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc bắn vào thiên nhiên một viên đạn nên bây giờ đã nhận lại một quả bom nguyên tử. Mẹ thiên nhiên đang nổi giận để trừng trị Trung Quốc thay cho thế giới, bởi vì chính quyền của ông Tập Cận Bình trong thời gian vừa qua đã gây ra rất nhiều tội ác và sai trái cho nhân loại.
Thưa quý vị, nếu như ai đã từng một lần đặt chân tới khu du lịch mang tên là Phượng Hoàng Cổ Trấn, nằm trên một nhánh của sông Dương Tử, cách con đập Tam Hiệp khoảng 10 cây số, hẳn là quý vị đều sững sờ trước vẻ đẹp hùng vĩ và bất tận của nó. Nơi đây đã tồn tại được 2.000 năm, là một trong những kỳ quan nổi tiếng và là niềm tự hào bao đời nay của Trung Quốc. Tuy nhiên, ngày hôm qua, chính quyền của ông Tập Cận Bình buộc phải thông báo một tin cực buồn cho truyền thông của nước này biết rằng toàn bộ khu Phượng Hoàng Cổ Trấn nói trên đang bị chìm trong biển nước khi chính phủ của Bắc Kinh quyết định cho mở hai cửa xả của con đập Tam Hiệp. Điều này đã được chính quyền của ông Tập dự báo là sẽ có lũ quét. Tuy nhiên, phía Trung Quốc lại không ngờ được rằng mưa to, gió lớn, động đất, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đã làm cho khu du lịch nổi tiếng kể trên chịu ảnh hưởng nặng nề như vậy. Dự báo phải mất nhiều năm sau cũng không thể nào khôi phục được hiện trạng của khu du lịch này. Điều này đã gây ra thiệt hại không hề nhỏ cho hơn 100 triệu người dân đang sinh sống ở đây và gây thiệt hại nặng nề tới kinh tế của Trung Quốc. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, hãng nổi tiếng trên thế giới cho biết lũ lụt ở Trung Quốc gần một tháng nay đã làm cho nhiều người thương vong và mất tích. Sau những chần chừ và im lặng khó hiểu của chính phủ Trung Quốc, thì ngày hôm nay, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, cuối cùng cũng đã lên sóng truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV để kêu gọi toàn dân phòng chống lũ lụt, lũ quét và sạt lở. Bởi vì Trung tâm Dự báo và Phòng chống thiên tai của Trung Quốc ra thông báo khẩn cấp rằng, trong những ngày tới, Trung Quốc tiếp tục gánh nhận những hậu quả khôn lường đến từ phía thiên nhiên. Có những trận mưa to đến rất to, lượng mưa khổng lồ đang từ trên rơi xuống sẽ đổ về các con sông, gây ra cảnh vỡ đê và sạt lở. Trước tình hình cấp bách kể trên, người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập, đã cho lực lượng quân đội của nước này tham gia phòng chống thiên tai cùng người dân. Lực lượng cứu hộ của Trung Quốc cũng đã được trang bị máy phát hiện sự sống. Chó nghiệp vụ đã được cử đến điều tra từng nhà để giải cứu người dân, trong khi những cơn mưa nặng hạt vẫn không ngừng trút xuống Trung Quốc. Trước đó, Đài Phát thanh Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cảnh báo rằng mưa lớn và lũ quét sẽ xuất hiện ở các tỉnh như Chiết Giang, An Huy, Hồ Bắc, Quảng Châu, Quảng Đông, Thượng Hải, Phúc Kiến, Trùng Khánh, Phượng Hoàng Cổ Trấn, Hồ Nam, Giang Tây, Vân Nam, Tứ Xuyên và Sơn Đông. Trong một vài ngày tới, biến các khu vực này trở thành rốn lụt và đe dọa đến những địa chất, những khu vực này trở nên trầm trọng hơn. Nhiều khả năng sẽ rời ra sạt lở, lũ quét và động đất, sóng thần. Người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi toàn quốc hãy nỗ lực toàn diện để ngăn chặn thảm họa nói trên, tăng cường công tác cứu trợ, cứu nạn nhân ưu tiên, đảm bảo tính mạng và an toàn của người dân. Theo Tân Hoa Xã cho biết, khu du lịch nổi tiếng 2.000 năm mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn của Trung Quốc đứng trước nguy cơ bị xóa sổ nếu như trong một vài ngày tới, lượng mưa to không chấm dứt. Và tính tới thời điểm hiện tại, đã có trên 100 người tử vong và rất nhiều người bị mất tích. Hàng ngàn ngôi nhà, xe hơi bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông, hàng ngàn doanh nghiệp và các tập đoàn phải đóng cửa. Các trường hợp tử vong chủ yếu là do mưa, lũ quét, sạt lở bất ngờ từ trên núi tràn về, khiến cho mực nước tại các con sông dâng lên rất cao và đột ngột lên tới 10 mét, có nơi lên tới 15 mét so với mực nước biển. Mọi thứ đều trở nên mất kiểm soát. Được biết, lực lượng cứu hộ vẫn ngày đêm 24/24 giờ để tìm kiếm tại những ngôi làng bị lũ lụt và xung quanh khu vực có người mất tích. Phạm vi tìm kiếm lên tới 50 km về phía hạ lưu. Nhiều hình ảnh video trên mạng xã hội đã truyền tải và ghi được những hình ảnh trên cao cho thấy tình hình lũ lụt nghiêm trọng. Nó cuốn trôi hàng triệu xe hơi và nhà cửa của Trung Quốc. 5 cây cầu bị đánh sập, hệ thống điện quốc gia bị đứt mạch, giao thông bị nhấn chìm, người bị cô lập và tất cả những điều nêu trên đang làm cho người đứng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đang ăn không ngon, ngủ không yên. Nhiều ý kiến cho rằng chính quyền của ông ta giờ đây chỉ cần biết cầu nguyện để có một phép màu giải cứu tình thế cấp bách nêu trên của phía Trung Quốc, bởi vì Bắc Kinh đang bị lực bất tòng tâm, còn các nước trên thế giới thì không một nước nào ủng hộ hay ra tay giúp đỡ phía Trung Quốc, bởi vì nếu như giúp đỡ họ, họ sẽ quay ra cắn lại thì sao? Đây là một điều mà không một ai trên thế giới ra tay giúp đỡ Trung Quốc trong những ngày vừa qua. Thưa quý vị, có một thông tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm đến lũ lụt của Trung Quốc, đó là liên quan tới khu du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn, nổi tiếng, có niên địa 2.000 năm trước công nguyên. Tờ báo China Morning Post của phía Trung Quốc cho biết, nước lũ đã nhấn chìm Phượng Hoàng Cổ Trấn, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng khắp thế giới. Tờ báo của Trung Quốc cho biết,
Phượng Hoàng cổ trấn nằm trên một nhánh sông Trường Giang là địa điểm mới nhất bị ngập khi lũ lụt tàn phá miền Nam của Trung Quốc vài tuần qua. Các video và hình ảnh được người dân của Phượng Hoàng cổ trấn, một thị trấn hơn 2.000 năm nằm trên một nhánh sông Trường Giang của tỉnh Hồ Nam Trung Quốc cho thấy dòng nước lũ chảy cuồn cuộn, chảy qua những con phố trong thị trấn. Có những khu vực nước ngập lên tận nóc nhà khiến ít nhất 100 người bị mắc kẹt. Ở những khu vực hiện đại hơn của thị trấn, xe cộ và người đi lại vật lộn di chuyển qua những dòng nước lũ đục ngầu. Phượng Hoàng cổ trấn có niên đại từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Phượng Hoàng cổ trấn có niên đại từ thời Xuân Thu Chiến Quốc năm 770 và 476 trước Công nguyên, là điểm du lịch nổi tiếng và được Tổ chức Giáo dục Khoa học Văn hóa Liên Hợp Quốc gọi tắt là UNESCO công nhận. Phượng Hoàng cổ trấn là di sản văn hóa của thế giới năm 2008. Thị trấn này nằm trên thượng nguồn con đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất trên thế giới. Từ tháng 6, hơn 10 triệu người của 26 tỉnh của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, với nhiều thành phố ở thượng và hạ nguồn con đập Tam Hiệp chìm trong dòng nước lũ. Từ tháng 6, hơn 10 triệu người ở 26 tỉnh của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, với nhiều thành phố ở thượng và hạ nguồn con đập Tam Hiệp chìm trong nước lũ. Theo cơ quan khí tượng Trung ương Trung Quốc, CMA cho biết, mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài trong một vài ngày tới. Nếu không cẩn thận, Phượng Hoàng cổ trấn sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ của Trung Quốc và nhiều người lo ngại rằng khu du lịch này sẽ bị nhấn chìm trong nước lũ. Nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không đưa ra những quyết đoán. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam cho biết, toàn bộ lưu vực sông Dương Tử hứng chịu liên tục mưa như chút nước trong những ngày vừa qua, trong khi lưu vực sông Hoàng Hà cũng đã bị vào mùa mưa lũ. Đập Tiểu Lãng, một trong những con đập lớn thứ hai trên thế giới, nằm ở thượng nguồn sông Hoàng Hà, cũng bắt đầu xả lũ, gây ra tốc độ ngập lụt nghiêm trọng cho 28 tỉnh thành của phía Trung Quốc. Mực nước của trạm thủy văn ở thành phố Lam Khê trên thượng nguồn sông Tiền Đường đã đạt mức cảnh báo 28m so với mực nước biển. Vào tối ngày hôm qua, các nhà chức trách đã thông báo rằng lũ lụt đã bắt đầu xảy ra trên sông Tiền Đường và tình trạng khẩn cấp cấp 4 được thông báo về sông Hoàng Hà. Tân Hoa xã cũng đưa tin, sau khi con đập Tam Hiệp xả lũ vào ngày 28 tháng 6 với tốc độ 34.700 m khối trên một giây, vấn đề lũ lụt đã trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết đối với các thành phố của phía Trung Quốc. Thành phố Nghi Xuân thuộc tỉnh Hồ Bắc nằm cách con đập chỉ 40 km đã bị ngập sâu, khiến nhiều người dân đổ lỗi cho con đập Tam Hiệp xả lũ. Cục Tài nguyên nước của thành phố Chiết Giang cũng đã chỉ ra rằng 20 hồ chứa lớn và nhỏ ở tỉnh Chiết Giang đã vượt mức báo động. Được biết, từ tối ngày 15 tháng 7, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết Phượng Hoàng cổ trấn, địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc, đã có mưa lớn liên tục, làm nước của sông Đà Giang tràn vỡ bờ đê. Cây cầu đá nhảy nổi tiếng ở Phượng Hoàng cổ trấn nằm trên sông Đà Giang bị nhấn chìm, trong khi các điểm du thuyền đều phải ngừng hoạt động. Toàn bộ thuyền bè phục vụ cho du khách tham quan thường ngày đều được di chuyển ra nơi khác. Nói rằng Phượng Hoàng cổ trấn đang bị nhấn chìm từng ngày, từng phút và từng giây. Nếu như lượng mưa ở khu vực này trong những ngày tới không thuyên giảm, thì khả năng cao nó sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ của Trung Quốc. Đây là một trong những tin cực buồn cho chính quyền của ông Tập Cận Bình, và hiện các cơ quan đầu não của chính quyền ông ta ở thủ đô Bắc Kinh vô cùng sốt ruột. Họ đang điều động rất nhiều lực lượng quân đội và ban ngành để cùng người dân chống lại lũ lụt ở Phượng Hoàng cổ trấn. Thưa quý vị, trong khi phía Trung Quốc đang gặp những trận mưa lớn, bão lũ trong suốt gần một tháng vừa qua, rất nhiều câu hỏi đặt ra rằng Việt Nam có bị ảnh hưởng hay không? Thì xin thưa với quý vị rằng, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết Việt Nam có bị ảnh hưởng nhưng không nhiều. Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết miền Bắc sẽ chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài trong gần một tháng vừa qua để đón nhận những cơn mưa diện rộng, có những nơi mưa to đến rất to. Nhận định về đợt mưa dông diện rộng sắp tới, Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết những khu vực có khả năng xảy ra mưa lớn nhất là các tỉnh ở Tây Bắc, Việt Bắc, trong đó đặc biệt chú ý tới các tỉnh như Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên Phủ. Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết, trong bối cảnh nền nhiệt độ ở phía Bắc đang cao, những trận mưa sắp tới có nhiều khả năng sẽ gây ra dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, khả năng lũ quét, sạt lở đất đá sẽ có nguy cơ cao ở vùng núi Bắc Bộ. Đối với khu vực Hà Nội, không phải là trung tâm mưa lớn trong đợt mưa lần này. Tuy nhiên, Trung tâm Khí tượng cũng cảnh báo ở Hà Nội sẽ có khả năng xuất hiện những cơn mưa rào và dông mạnh, có thể có những cơn mưa to và gây ra tình trạng ngập úng. Đồng thời cần lưu ý về hiện tượng dông lốc kéo dài kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Đề nghị bà con hãy hết sức cảnh giác.
Kính thưa quý vị, lũ lụt tại Trung Quốc đang hết sức nghiêm trọng, vòi rồng, sấm sét đùng đùng, lũ kinh hoàng đang truy đuổi người dân Trung Quốc. Thế nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc của ông Tập Cận Bình một mặt vẫn rêu rao rằng mọi người dân của Trung Quốc vẫn an toàn, tình hình rất nghiêm trọng nhưng chúng tôi khắc phục được. Mặt khác, ông Tập vẫn kêu gọi toàn bộ 200 quốc gia trên toàn thế giới ủng hộ tiền và vật chất cho Trung Quốc tiêu xài. Ngoài ra, ông Tập còn cho Hải quân của Trung Quốc phóng tên lửa ở ngoài Biển Đông, thể hiện sức mạnh quật cường của Trung Quốc đối với các đối thủ. Kính thưa quý vị, theo tờ báo đưa tin China Morning Post hôm nay cho biết, thần sấm và thần sét đang chút giận, đang đánh đập mạng lưới điện một số thành phố lớn như Thượng Hải, Lâm Quyến, Quảng Đông, Quảng Tây, trong đó có cả thành phố Bắc Kinh, làm cho thủ đô Bắc Kinh bị thất thủ. Chính quyền của ông Tập Cận Bình một mặt ôm mặt khóc nức nở, nhưng mặt khác chính quyền của ông đang bí mật cho tàu chiến tiến ra ngoài Biển Đông để đi gây chiến với các nước trong khu vực. Điều này đã làm cho thần sấm, thần sét nổi giận, trừng phạt Trung Quốc đánh vỡ một đoạn con đập Tam Hiệp, khiến nguy cơ bị vỡ đê Dương Tử rất cao, làm cho nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp lên tới 99,8%. Hàng ngàn ngôi nhà đã bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông, Trung Quốc tiếp tục đón nhận ngày thứ 5-7 đen tối và thiệt hại vô cùng nặng nề. Thưa quý vị, vào lúc 5 giờ 15 phút sáng ngày hôm nay, giờ địa phương trên kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã phát đi một điểm tin dự báo thời tiết, và trong mục dự báo này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, mưa lũ, động đất, sạt lở, lũ quét và sóng thần dự báo là vẫn tiếp tục dồn dập đổ xuống 29 tỉnh, thành phố phía nam của Trung Quốc trong một vài ngày tới, làm cho bầu trời của Trung Quốc đã xám xịt và u ám, rồi thì nay lại càng trở nên đen tối hơn. Theo cơ quan phòng chống thiên tai của Bắc Kinh, cho biết hôm qua mưa to xối xả cùng với sấm chớp đùng đùng kéo dài suốt 11 tiếng đồng hồ đã làm cho hơn 19 triệu người dân của các thành phố như Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy, Chiết Giang, Quảng Đông, Quảng Tây bị thiệt hại nặng nề, làm cho các tỉnh và thành phố nói trên của Trung Quốc không chỉ mất điện diện rộng mà chúng tiếp tục bị nhấn chìm. Có những nơi vùng trũng bị ngập tới 9 mét, khiến cho nhiều thành phố phải hủy bỏ kỳ thi tốt nghiệp quốc gia thường niên. Các nhánh sông thuộc sông Dương Tử tiếp tục nâng cao cảnh báo lên mức độ đỏ, mức độ cảnh báo cao nhất. Lũ ống, lũ quét thì nâng lên mức độ 3, cấp độ cực kỳ nguy hiểm. Hôm qua, Trung Quốc cũng ghi nhận những trận sấm sét kinh hoàng xuất hiện ở nhiều nơi, dẫn tới hệ thống điện quốc gia của nước này bị đánh sập. Toàn bộ 2/3 lãnh thổ của Trung Quốc chìm trong bóng tối, chỉ có thủ đô Bắc Kinh là có điện. Tuy nhiên, nó cũng chỉ giáng được 15 phút, sau đó cả quảng trường Thiên An Môn cũng bị mất điện, khiến đường phố của Trung Quốc tối om. Nhiều thành phố như Vũ Hán, Quảng Đông, Quảng Tây không có một bóng người. Vì sấm sét, mưa lũ và mất điện dồn dập đổ xuống Trung Quốc khiến cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Tuy nhiên, Hải quân Trung Quốc vẫn phớt lờ tất cả, bất chấp tất cả để phóng tên lửa và bắn đạn thật ở ngoài Biển Đông sát với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, làm cho các nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới vô cùng bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình còn tham lam vô độ như thế này, thì nhiều khả năng thần sấm, thần sét cũng như mẹ thiên nhiên, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục giáng những đòn đau thương lên chính quyền của ông ta. Và nhiều khả năng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị xóa sổ và Trung Quốc sẽ bị thiệt thòi rất lớn nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không thay tính đổi nết. Thưa quý vị, có thể nói rằng Trung Quốc đang trải qua những ngày tồi tệ nhất trong lịch sử. Theo những nhà chuyên nghiên cứu về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và lịch sử của Trung Quốc cho biết, kể từ thời Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cẩm Đào cũng chưa từng xảy ra một năm đau buồn và đen tối như năm 2020 mà chính quyền ông Tập Cận Bình đang phải gánh chịu. 6 tháng đầu năm thì dịch bệnh COVID-19 hoành hành ở thành phố Vũ Hán và 31 tỉnh thành phố khác của Trung Quốc khiến cho Bắc Kinh phải lao đao, và Trung Quốc là tâm điểm của dịch bệnh, cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhưng chú ý ở đây là phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 vì Trung Quốc đang lây lan ra nhiều nước trên thế giới. Còn từ đầu tháng 6 đến bây giờ thì mưa to, gió lớn, ngập lụt liên tục xảy ra đối với 28 tỉnh thành phía nam của Trung Quốc khiến thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền. Thế nhưng có một điều lạ là mặc dù Trung Quốc đang gặp nhiều những điểm xấu thì binh lính của ông Tập Cận Bình vẫn đem quân đi bắn đạn thật và phóng tên lửa ngoài Biển Đông uy hiếp các nước trong khu vực. Ngoài ra, binh lính của Bắc Kinh còn đi gây gổ đánh nhau với một số nước ở khu biên giới. Những điều xấu xa, bỉ ổi trên của phía Trung Quốc không biết là những tháng cuối năm Trung Quốc phải sống ra sao. Bởi nếu như người ta cho rằng không thay tính đổi nết, nhiều khả năng 6 tháng cuối năm Trung Quốc sẽ bị lụt tàn bởi những điều sai trái mà họ gây ra cho thế giới. Có một điều cực kỳ vô lý ở phía Trung Quốc gây ra những tội lỗi đau thương cho nhân loại.
Nhưng mới đây, tại thủ đô Bắc Kinh, đích thân ông Tập Cận Bình đã kêu gọi hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn hành tinh hãy tài trợ tiền, vật chất cho Trung Quốc bởi vì nước này đang gánh chịu những hậu quả thiên nhiên khắc nghiệt mà ông trời đang gây ra cho Bắc Kinh trong những tháng vừa qua. Ông Tập hứa với các nước trên thế giới rằng những khoản tiền mà các nước tài trợ ủng hộ cho Trung Quốc sẽ dùng toàn bộ 100% số tiền đó dành cho việc cứu trợ, cứu nạn cho người dân của Trung Quốc, chứ không đem đi tiêu xài. Thế nhưng có một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng ông Tập đã dùng số tiền của một số nước trong khu vực khối ASEAN tài trợ, trong đó có Việt Nam, tài trợ 100.000 đô la Mỹ để dùng đi đóng tàu thủy tiến ra ngoài Biển Đông. Ngoài ra, ông còn cho đóng thêm 2 con tàu chiến và 1 con tàu sân bay được cho là mạnh nhất của Hải quân Trung Quốc và sẽ được hạ thủy vào năm 2022. Số tiền này lấy đâu ra? Số tiền này chính là ông trích từ những quỹ mà các nước trên thế giới ủng hộ lũ lụt Trung Quốc. Chính vì vậy mà các nhà quan sát kêu gọi cộng đồng trên toàn thế giới không nên ủng hộ tiền và vật chất cho Trung Quốc bởi vì những dòng tiền đó không tới tay những người dân bị lũ lụt mà chính quyền của ông ta đem số tiền đó để đầu tư vào quân sự. Một khi quân sự quân đội của Trung Quốc lớn mạnh thì họ rất ngông cuồng và cháo trở. Vì vậy mà chúng ta phải hết sức cảnh giác và đề phòng, không nên tài trợ tiền và vật chất cho Trung Quốc. Có một tin được cho là rất mới về mưa lũ của Trung Quốc khi một tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo của Trung Quốc vào rạng sáng ngày hôm nay, đã có một bài viết nói về lũ lớn đang đổ về hồ chứa đập Tam Điệp của Trung Quốc, gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với toàn bộ hệ thống con sông thứ tư. Tờ báo của Trung Quốc cho biết hồ chứa của đập Tam Hiệp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đang chứng kiến đợt lũ thứ 3 trên sông Dương Tử trong năm 2021. Đây là đợt lũ lớn nhất trong lịch sử đổ về hồ chứa này trong vòng 100 năm vừa qua. Tờ báo của Trung Quốc cho biết vào lúc 20 giờ 30 phút ngày hôm qua, lưu lượng dòng chảy vào hồ chứa ở mức 61.000 m3 trên giây. Đây là lưu lượng lớn nhất trong lịch sử mà hồ chứa Tam Điệp từng chứng kiến. Ba cổng xả lũ của con đập Tam Hiệp được mở vào rạng sáng nay nhưng vẫn không đủ cho lưu lượng tràn nước vào. Vì thế, lực lượng bảo vệ bờ đê của Trung Quốc đã tiếp tục cho con đập Tam Hiệp mở tiếp tục 4 cửa xả. Như vậy, tổng cửa xả mà con đập này đang mở là 7 và nó đang hoạt động hết công suất 24/24 giờ. Nhưng nó vẫn không tránh được lũ lớn. Chính vì vậy mà người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, đã phát lệnh cho cơ quan chức năng của con đập Tam Hiệp phá vỡ 3 con đê thuộc nhánh sông Dương Tử để cứu các thành phố như Vũ Hán, Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên và An Huy tránh bị ngập lụt nặng. Bởi vì những tỉnh này trong thời gian vừa qua đã bị ngấm chìm trong mực nước tới 3-4 mét. Và hôm qua, tờ báo China Morning Post đã cung cấp hình ảnh chúng tôi biết rằng lực lượng chức năng chuyên đi phá đê của Trung Quốc đã điều máy xúc, máy ủi, thậm chí cả bom để phá vỡ 3 con đê thuộc nhánh sông Dương Tử. Và khi nó vỡ, nó đã nhấn chìm một số làng mạc cũng như nhiều ngôi nhà, thiệt hại hoa màu của người dân là vô cùng nặng nề. Có tới 195 ngôi nhà bị cuốn trôi và hơn 1.000 ngôi nhà đã bị tàn phá nặng nề. Toàn bộ ô tô, tủ lạnh, nồi cơm điện, TV đã phải trôi lênh láng ra ngoài sông Dương Tử mà người dân đã chấp cơ hội này mang lưới đánh cá ra giăng bẫy để trục vớt những chiến lợi phẩm. Trước đó cùng ngày, Ủy ban sông Hoàng Hà, một trong những con sông lớn thứ tư của Trung Quốc thuộc Bộ Tài nguyên nước này, đã nâng mức độ ứng phó kiểm soát lũ từ mức 4 lên mức 3, tức là mức báo động cao nhất, với mực nước đo được tại trạm thủy văn Hoài Sơn, dòng chảy Hoàng Hà lên tới 27 mét lúc 6 giờ sáng. Và đó là một trong những lưu lượng nước đáng báo động. Cục Thủy văn, Ủy ban sông Hoài Hà đã công bố tình trạng khẩn cấp và nói rằng người dân cần di tản gấp. Con sông Hoài Hà của Trung Quốc được biết đến là một trong những con sông lớn thứ tư của Trung Quốc sau con sông Dương Tử và con sông Mekong. Nó có chiều dài khoảng hơn 1.000 km và là một trong những con sông chính của Trung Quốc chảy qua khu vực miền đông của nước này. Giữa sông Dương Tử và sông Hoàng Hà, các bạn đừng nhầm tưởng sông Hoàng Hà và sông Hoài Hà là một. Hai con sông này tên thì na ná giống nhau nhưng thực chất nó là hai con sông tách biệt nhau. Do ảnh hưởng bởi mưa lớn, dòng chảy từ sông Hoàng Hà tiếp tục tăng lưu lượng của trạm thủy văn Nam Châu đạt 3.000 m3 trên giây. Lưu lượng nước tại sông tăng lên mức độ chóng mặt và nguy cơ cảnh báo vỡ đập Tam Hiệp lên tới 99%. Có một cái tên được cho là rất mới về lũ lụt ở Hà Giang và tin này được cho là một trong những tin vui chưa từng có. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tình hình mưa lũ ở Lào Cai đã chấm dứt và thời tiết ở Lào Cai đang nắng trở lại. Thời tiết được cho là rất đẹp, tuy nhiên, trong 2 ngày, tình hình mưa to và gió lớn ở Hà Giang đã ngập lụt một số nơi, tàn phá một số khu vực ở Lào Cai. Tình hình mưa to và gió lớn ở Hà Giang đã làm ngập lụt một số nơi và tàn phá một số khu vực. Và Lào Cai đang khẩn trương cho khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định đời sống của người dân. Xin được nhắc lại là tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa lớn, lũ ống, sạt lở đất, ngập lụt nghiêm trọng, thiệt hại nặng nề về người và nhà cửa của nhân dân.
công trình hạ tầng và ảnh hưởng đến sản xuất, nhất là các huyện như Hoàng Sa Phì, Bắc Mê và đặc biệt là thành phố Lào Cai. Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa cho biết, theo báo cáo nhanh tỉnh Lào Cai, tính đến 6 giờ sáng ngày hôm qua, mưa lũ đã chấm dứt và thời tiết đẹp trở lại với cả tỉnh này. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, mưa lũ đã chấm dứt hoàn toàn tại tỉnh Lào Cai và trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, thời tiết đang rất đẹp. Còn phía Trung Quốc được dự báo là mưa lũ và gió giật ầm ầm trút xuống trong những ngày tiếp theo. Điều này đã được Cơ quan Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt mưa dông lớn ở miền Bắc đã kết thúc và nắng nóng đang quay trở lại. Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì nắng nóng sẽ quay trở lại miền Bắc kể từ hôm kia và nó sẽ được dự báo là tiếp tục diễn ra trong một vài ngày tới, thậm chí xuyên tháng sau. Vì thế sẽ không còn xuất hiện mưa lũ như những ngày vừa qua. Còn phía Trung Quốc thì vẫn đang hứng chịu những trận mưa kinh hoàng và nước sông tại con sông Dương Tử, con sông Mê Công và sông Hoàng Hà đang tăng cao.